Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ông chị em chúng ta tin rằng là có quỷ không? Có. Và vì thần thánh đó là chúng ta biết được là ma quỷ tức là thiên sứ từ Đức Chúa Trời và đã phản nghịch với Đức Chúa Trời, trở thành quỷ, đã chống lại Đức Chúa Trời. Phải không ạ? Trong cả con người hôm nay nha, là buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau ở trong Sira thứ nhất đoạn 2 thì có số 9. Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn vì thế lệ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chúng tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn vì tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chúng tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Amen. Amen. Tôi có một cái đề tài, đó là chức vị cao quý Chúa ban cho. Amen. Chúng ta có một cái chức vị rất cao quý và phải nói rằng là cao quý trên hết những cái chức vụ trên thế gian này. Amen. Amen. Quý vị nhớ câu chuyện cô gái miền Tây, khi người mẹ của cô là người đi gánh nước thôi mà đã cảm tình với một cái người lính Mỹ, đó là người châu Phi, ông là người đi lính Mỹ. Khi họ quen nhau rồi thì họ có tình cảm với nhau, thì cô lại có bầu với ông ta. Nhưng mà đại đội đó phải rút về nơi khác và không còn ở đó nữa, nên cô phải ở lại và cái người Mỹ đó không thể đem người vợ của mình đi theo được. Và sau đó thì chúng ta biết được rằng là có một đứa con gái sinh ra, và đứa con gái đó là da đen. Và trong đất nước Việt Nam của chúng ta thì cũng bị chế nhạo, cũng bị cười chê, rồi cũng bị làm những cái điều rất là cực nhọc, cực khổ vô cùng. Cho đến chừng là cái người lính Mỹ đó, ông trở thành vị vua của một vương quốc tại châu Phi, và ông đã tìm kiếm đứa con gái của mình. Và lúc đầu thì có một người con gái cũng là người da đen được nhà nước mình đưa qua châu Phi, đó là gọi là con của ông ta, ông cũng nhận. Nhưng mà sau cùng thì tìm được chính cái con gái ruột của mình, đó là cô phụ nữ dưới miền Tây, và cô trở nên công chúa của vị vua. Đây là điều rất là tuyệt vời. Tôi thấy là một người công chúa thật có vị công chúa giả. Đó là tới hai cô. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời thì chúng ta là một người nó lại thuộc về Satan, một người đã trong tội lỗi, một người phải bị hình phạt đời đời. Nhưng mà Đức Chúa Trời chọn người chúng ta. Amen. Để chúng ta trở thành những hoàng tử, những công chúa của Đức Chúa Trời, vĩ đại vô cùng, amen, cao quý vô cùng. Amen. Đây là một chức vị vô cùng cao quý mà chúng ta cần phải trân trọng. Amen. Chúng ta cần phải biết được cái chức vị của mình như thế nào để chúng ta có thể sống đúng cái chức vị đó. Amen. Nếu chúng ta sống sai Phật thì chúng ta sẽ có những cái hậu quả không tốt cho đời sống của chúng ta, phải không ạ? Để cảm ơn Chúa, chức vị cao quý mà Chúa ban cho chúng ta là chức vị của một con Đức Chúa Trời, là vua của các vua, là Chúa của các chúa. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái trình tự mà Đức Chúa Trời đem chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời, là vương quốc Satan như thế nào, thì chúng ta đã thấy được câu kinh thánh này nó rõ ở đây. Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, anh chị em là dân tộc được lựa chọn. Cái điều đầu tiên là chúng ta thấy rằng là dân Do Thái là dân tộc được lựa chọn, không ạ?
là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Và qua dân Do Thái, Chúa Giêsu sinh ra. Và qua Chúa Giêsu thì có một dân tộc được lựa chọn, đó là tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy ai lựa chọn chúng ta? Ai là người lựa chọn chúng ta? Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta phải không? Và để nói rõ hơn là Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta nhớ đọc một câu số 2 nhé. Anh chị em đã được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là cha. Amen. Anh chị em được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là cha. Như vậy là Đức Chúa Cha chọn lựa chúng ta. Và Ngài biết trước chúng ta và Ngài chọn lựa chúng ta. Như vậy thì biết trước chúng ta như thế nào? Có một người thì có sự tranh cãi xảy ra rất là nhiều, đó là Judas Iscariot. Judas Iscariot được chọn lựa. Và nhiều người họ nói rằng là như vậy thì Chúa chọn là Chúa lựa là như vậy là phải là như vậy. Như vậy giống như là Chúa ghét Judas và Chúa chọn Judas đứng vào một chức vị của một môn đồ của Chúa Giêsu. Rồi cuối cùng là phải bán Chúa, tham tiền bạc, rồi trở thành là cái người phải tự tử để chết đi. Có phải vậy không? Có phải Ngài tiếp trước Judas và Ngài chọn lựa Judas? Không phải là Chúa ác rồi Ngài chọn Judas vào cái địa vị đó rồi để Judas nó trở thành một cái người không được cứu không ạ? Nhưng mà Ngài biết trước Judas là người tham tiền, là người bán Chúa, là người phản bội. Ngài biết trước ông ta là như vậy nên Ngài chọn ông đứng vào cái vị trí đó. Và có lời tiên tri cũng đã báo trước điều đó rồi phải không? À, cảm ơn Chúa. Nhưng mà mỗi một đời sống của chúng ta, Ngài biết trước chúng ta. Không phải là như Judas. Ngài biết trước chúng ta là người nghe đến lời của Đức Chúa Trời, nghe đến cái sự cứu rỗi trong Chúa Thánh Giêsu thì chúng ta trở thành cái người hạ mình xuống và tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Và chúng ta sẽ theo lời của Đức Chúa Trời mà sống đúng cái vị trí mà Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta. Ở đây người ta gọi là tiền định. Nhưng mà tiền định theo sự biết trước, chứ không phải rằng là Ngài tiền định người nào chết là người đó chết, Ngài tiền định Ngài là người nào sống là người đó sống. Không phải là như vậy. Nhưng mà Ngài biết trước chúng ta là người hạ mình xuống, biết tội lỗi của mình, biết ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa. Và chúng ta trở thành những người đi theo đường lối của Chúa. Đừng để một cái Judas nào ở trong đời sống của chúng ta. Amen. Phải vậy không ạ? Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu và chúng ta phải bền lòng cho đến cuối cùng thì chúng ta sẽ được cứu. Phải bền lòng cho đến cuối cùng. Hãy tin nhận và bền lòng cho đến cuối cùng. Và chúng ta không chối bỏ Chúa Giêsu của chúng ta. Không thể chối bỏ Chúa Giêsu. Nếu ai chối bỏ Chúa Giêsu thì người đó không thể được cứu. Bởi vì đấng duy nhất đem cái sự cứu rỗi linh hồn chúng ta, đem chúng ta vào vương quốc sáng láng, đem chúng ta vào vương quốc của thiên đàng, đó chính là Chúa cứu thế Giêsu. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì dưới trời này không có danh nào khác để có thể đem sự cứu chuộc cho chúng ta. Và chỉ có duy nhất là Chúa cứu thế Giêsu. Thế giới đã có nhiều tôn giáo, nhưng mà nếu mà tôn giáo nào cũng có đấng cứu thế đó, thì vũ trụ này, tạo hóa này không có một đấng, quá nhiều đấng, không ạ? Nhưng mà chúng ta biết được Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là Thượng Đế. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời. Ngoài chúng ta không có đấng nào khác. Bởi vì trong Kinh Thánh chúng ta nhìn thấy từ sáng thế đến khải quyền, không có đấng nào có thể là đối thủ với Đức Chúa Trời của chúng ta cả. Amen. Chúa là đấng duy nhất mà thôi. Chúa là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại. Và Ngài đấng trước hết và đấng sau cùng. Amen. Đức Chúa Cha là đấng chọn lựa chúng ta. Anh chị em đã được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là cha. Amen. Chúng ta nhớ rằng là Đức Chúa
Chúa Trời chúng ta là một. Nhưng mà trong một Đức Chúa Trời thì có ba thánh vị, đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và khi nói về cái công việc của từng thánh vị thì chúng ta cần phải nói rõ, chúng ta được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời mà cha. Amen. 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 Nhưng mà qua Đức Chúa Trời thì chúng ta trở thành một dân tộc được lựa chọn. Amen. Như vậy thì cái chức vị này có tuyệt vời không? Amen. Biết bao nhiêu người trên thế giới này, nhưng mà chúng ta là người được Chúa chọn lựa. Amen. Paulo nói rằng là trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong năm đi để trở thành nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong năm đi để trở thành nên thánh cho Đức Chúa Trời. Amen. Ngài chọn lựa chúng ta để chúng ta trở thành thánh. Amen. Amen. Vì Đức Chúa Trời là thánh nên chúng ta được chọn lựa để trở thành người thánh của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai nha, đó là vì thế lễ của hoàng gia. Anh em là một cái dân tộc được lựa chọn là vì thế lễ của hoàng gia. Chúng ta biết rằng là Israel, Chúa chọn người Lê-vi để làm chức tế lễ, và có A-rôn là thầy thượng tế, là người cao nhất, rồi đến người này cho đến người khác, tức là họ qua đời rồi đến việc tế lễ khác có thể thay đổi liên tục. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến, Chúa Giê-xu của chúng ta đến, Ngài không phải là người Lê-vi, nhưng mà Chúa Giê-xu là người nào? Kỳ tộc nào? Ngài là chi tộc Giu-đa chứ không phải là người Lê-vi. Amen. Như vậy người Lê-vi là người được Đức Chúa Trời chọn lựa để làm chức tế lễ nhà vua, để làm một chức tế lễ cho Đức Chúa Trời, đại diện cho dân Israel, và họ là những người phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu công việc họ đã làm để mà thờ phượng Đức Chúa Trời, để mà Đức Chúa Trời ban phước cho Israel. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài không phải là người Lê-vi, Ngài là người Giu-đa, nhưng mà Ngài trở nên vị tế lễ theo dòng Melchizedek. Vị tế lễ theo dòng Melchizedek có nghĩa là vị tế lễ của vua hòa bình và vua công chính. Vua hòa bình và vua công chính. Trong Hebrew đoạn 7 thì nó rất là rõ, Chúa Giê-xu chúng ta giống như là thầy tế lễ theo dòng Melchizedek. Thầy tế lễ đó đã ra đón Abraham khi ông chiến thắng quân thù trở về, không ạ? Mà ông được Melchizedek chúc phước và ông đã dâng một phần mười cho vị tế lễ này, vị thầy tế lễ này. Đó là thầy tế lễ Melchizedek, là một vị vua hòa bình và vua công chính. Và chúng ta thấy được rằng là Chúa Giê-xu của chúng ta được khải huyền gọi là vua của các vua, là chúa của các chúa. Amen. Là vua của các vua, là chúa của các chúa. Nên Chúa Giê-xu chúng ta là thầy tế lễ đời đời theo dòng Melchizedek, là theo dòng của vua, là vua muôn vua, là chúa của muôn chúa. Bởi vậy thì chúng ta trở nên vị tế lễ hoàng gia, tức là vị tế lễ nhà vua, không phải là những vị vua của Israel, nhưng mà vị vua ấy chính là Chúa Giê-xu. Như vậy chúng ta là thầy tế lễ của Chúa Giê-xu, là vua của các vua, là chúa của các chúa. Đến bây giờ chúng ta trở thành một vị tế lễ cho toàn thế giới. Phải vậy không? Bởi vì Chúa Giê-xu chúng ta cai trị cả thế giới. Vương quốc thiên đàng là vương quốc trên vương quốc thế gian. Và Chúa Giê-xu là vua của các vua, chúa của các chúa. Nên chúng ta là chức tế lễ của Chúa Giê-xu, là chức tế lễ cho toàn thế giới, chứ không phải người Lê-vi chỉ cho dân tộc Israel. Như vậy lớn không anh chị em? Chức vị này lớn không? Amen. Giá trị không? Cao quý không? Amen. 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 Nên mỗi ngày chúng ta cần phải cầu nguyện, mỗi ngày chúng ta cũng dâng lên cho Chúa tế lễ chuộc tội. Phải vậy không? Vì tế lễ của Israel họ thường xuyên mỗi năm một lần họ dâng tế lễ chuộc tội cho dân Israel, và có ai phạm tội thì họ dâng tế lễ chuộc tội cho người đó.
và luôn luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Chúa tha thứ tội lỗi cho dân sự của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời nhìn thấy Giê-sê là một tiểu nhân của Đức Chúa Trời, nhìn thấy Giê-sê là nhìn thấy được huyết của chiên con và được thanh tẩy và che đậy tội lỗi của họ, và Đức Chúa Trời ban phước cho Israel của Ngài. Amen. Ngày hôm nay chúng ta trở thành chức tế lễ nhà vua, chúng ta phải làm thế nào để xứng đáng một vị chức tế lễ thật sự? Nếu mà vị tế lễ nhà vua mà không cầu nguyện thì chúng ta không xứng đáng với vị tế lễ. Tôi nói với anh chị em rằng là cái chức vị một dân tộc được lựa chọn, một cái chức vị tế lễ nhà vua là chức vị cao quý vô cùng và Chúa ban cho anh chị em chúng ta. Dân Israel họ luôn luôn tự hào là con dân của Đức Chúa Trời, là dân tộc thánh của Đức Chúa Trời, là một cái dân tộc được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Họ rất tự hào về điều đó, bởi vì có một Đức Chúa Trời vĩ đại vô cùng là Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ chúng ta ở trong giao ước mới, chúng nó là tốt hơn giao ước cũ. Trong giao ước cũ là chức tế lễ là bởi con người của người Lê-vi, rồi họ phải qua đời rồi thay người khác. Nhưng mà Chúa Giê-xu chúng ta trở thành chức tế lễ theo dòng Mê-chi-xê-đếc là của vua hòa bình và vua công chứng, và Ngài dâng tế lễ một lần đủ cả, tức là tế lễ ấy chính là thân thể của Ngài được đóng đinh trên cây thập tự, đó là đem lại cái sự cứu chuộc cho chúng ta. Bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng là xưa Mô-sê treo con rắn lên đầu bắp thế nào thì con người cũng bị treo lên thẻ ấy, hầu cho hãy ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Amen. Con rắn đó được treo lên cây sào trong đầu bắp bởi vì dân Israel phạm tội với Đức Chúa Trời, chống nghịch Mô-sê, và tội lỗi đó được treo lên trên cây sào, có nghĩa là con rắn là biểu tượng cho tội lỗi được treo lên cây sào đó, có nghĩa là được đóng đinh trên thập tự giá. Học cho dân Israel khi họ phạm tội thì họ nhìn lên con rắn đồng đó thì họ được chữa lành. Amen. Họ được tha tội. Và Chúa Giê-xu cũng vậy, Ngài là con thánh của Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời, Ngài bị cám dỗ đúng mọi lĩnh vực, nhưng mà Ngài không phạm tội, nhưng mà Ngài phải bị chết trên cây thập tự. Amen. Để rồi Ngài gánh tất cả những tội lỗi của nhân loại, và trong đó có mỗi đời sống của chúng ta. Nên Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá rồi, và ai tin nhận rằng Ngài đã mang lấy tội lỗi, bệnh tật, sự rủa xả tất cả cho mình rồi, mọi sự đã được trọng cho mình rồi, thì chúng ta trở thành người vô tội trước mặt Chúa. Và chúng ta được sử dụng trở thành chức tế lễ hoàng gia. Amen. Nên anh chị em đi đâu, anh chị em cũng là một chức tế lễ hoàng gia. Amen. Anh chị em qua Đông Nam Á, anh chị em cũng là chức tế lễ hoàng gia. Anh chị em có thể cầu nguyện bất cứ ở nước nào trên toàn thế giới này, anh chị em đi đâu, anh chị em cũng cầu nguyện cho đất nước đó được. Amen. Anh chị em có thể chữa lành, có thể giải cứu bất cứ con người nào. Amen. Qua bên Đức, những người bệnh tật cũng cầu nguyện cho họ, Chúa vẫn chữa lành cho họ, và thấy tội lỗi của họ, thấy xã hội của họ, cầu nguyện Chúa nghe lời chúng ta. Amen. Chúa muốn chúng ta đi khắp thế giới để giải cứu lần. Amen. Đi khắp thế giới để giải phóng những con người ở trong sự nô lệ của tội lỗi, của ma quỷ, của bệnh tật, hay là đủ mọi điều khốn khổ trong đời sống của họ. Và chúng ta trở thành một chức tế lễ là địa vị rất cao quý, rất lớn lao. Và tôi nói với quý vị rằng là không có một địa vị nào trong thế gian này có thể sánh bằng cái địa vị chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. Nên chúng ta phải làm việc. Amen. Phải làm việc chức tế lễ nhà vua. Khi ai đó, bạn bè của chúng ta, khi ai đó là những người trong hội thánh của Chúa mà có sai lầm, có phạm tội, thì chúng ta làm chức thầy tế lễ, dân của lễ chuộc tội cho người đó. Amen. Được không? Amen. Hay là phán xét, chúng ta chức tế lễ là địa vị dân tế lễ cho Đức Chúa. Amen. Là đại diện cho dân sự của Chúa, dân tế lễ lên cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của họ. Họ dâng nhiều cái tế lễ chuộc tội, họ dâng nhiều cái tế lễ cảm tạ Đức Chúa Trời. Có thể cảm tạ thì chúng ta hãy cảm tạ Chúa,
có thể ngợi khen chúng ta hãy ngợi khen Chúa. Amen. Có thể là cầu nguyện. Xin Chúa tha thứ cho người này cho người kia. Chúng ta hãy dâng lên tế lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời. Hãy làm đúng với cái chức vụ thầy tế lễ nhà vua để chúng ta trở thành những con người xứng đáng của Đức Chúa Trời. Lần này chúng ta có làm điều đó không? Lần này chúng ta biết là chúng ta là dân được lựa chọn không? Anh chị em biết được rằng là chúng ta có quyền lựa chọn đúng không? Để chúng ta có tiền mua cái gì đó thì chúng ta có quyền được lựa chọn cái gì tốt nhất mà thân chúng ta lựa, chúng ta chọn. Amen. Amen. Và Đức Chúa Trời của chúng ta chọn lựa chúng ta theo sự biết trước của Ngài. Ngài biết chúng ta, Ngài biết tấm lòng chúng ta. Ở đây nói lên Chúa là đấng toàn trí. Amen. Amen. Chúa là đấng toàn trí. Ngài biết, Ngài biết. Chưa, chúng ta chưa sinh ra, đó là trước khi sáng thế, có nghĩa là chúng ta chưa trở thành bụi đất, chưa sinh ra, nhưng mà Ngài đã biết rồi. Nên tâm trí của Đức Chúa Trời là tâm trí vô cùng siêu nhiệm, vô cùng vĩ đại. Và ngay bây giờ Chúa cũng biết chúng ta như thế nào. Chúng ta lo lắng, chúng ta có nan đề, chúng ta có bệnh tật, chúng ta biết bao nhiêu những nan đề khác, rồi những ngày tương lai của chúng ta như thế nào. Đức Chúa Trời chúng ta là đã muốn biết rồi. Không cái gì Ngài không biết. Nhưng mà chúng ta có thật sự trở thành là tế lễ hoàng gia không? Chúng ta có cầu nguyện cho mình không? Chúng ta có cầu nguyện cho gia đình của mình không? Con cái của mình không? Và chúng ta cũng thấy được rằng là nhiều gia đình được phước, cũng thấy nhiều gia đình cũng lột đục đủ phước. Có nhiều gia đình cứ ban phước tràn đầy, giàu có dư dật. Cũng có những gia đình ở trong Chúa mà là nghèo thiếu. Nhưng mà mỗi người chúng ta phải quyết định đứng vào cái vị trí là người mà Chúa chọn, người mà Chúa phong chức là chức tế lễ hoàng gia. Amen. Amen. Anh chị em có biết rằng là xác tiền chẳng lấy sự chết và thánh linh chẳng lấy sự sống và bình an không? Có tin không? Nên chúng ta không sống theo xác thịt nữa, nhưng mà sống theo thánh linh của Đức Chúa Trời. Có thể là nhiều lúc chúng ta thấy rằng trong đời sống của mình nó rất là vui thỏa, hạnh phúc và không có sao cả. Nhưng mà đời sau con cháu của chúng ta gặp lấy những cái hậu quả không tốt mà chúng ta gieo ra thì đau lòng vô cùng. Giống như Ezechiel đó, thì Babylon, đại sứ của Babylon đến, ông dẫn đi xem hết tất cả những gì trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Và tiên tri đấy nói rằng là ngươi đã làm gì vậy? Ông nói là coi như là chỉ hết, dẫn hết cả xem những cái gì của đền thờ. Và tiên tri nói ông ta rằng là có nghĩa là Babylon sẽ đem hết tất cả những gì của Đức Chúa Trời trong đền thờ đã đi qua Babylon. Và ông nói một câu rất là đau lòng, đó là có nghĩa là miễn là cái đời sống của ông sống tốt là được, còn phía sau đó như thế nào đó thì con chắc là gì à. Nhưng mà chúng ta là những người biết trước điều này, hiểu điều này, bởi vì Chúa nó là phạt con cháu đi qua cũng được. Nó lạ như vậy đó. Nên chúng ta phải sợ hãi, kinh khiếp, và không phải chính mình để đem lại cái sự rủa xả cho con cháu của mình. Chứ không nó phạt cái đời của mình, nhưng mà Chúa nó phạt con cháu đi qua cũng được đúng không? Tại sao vậy? Để đời sống của chúng ta phải sống tốt, phải sống thanh. Amen. Chứ không thể sống mà gieo cái hậu quả cho con cháu của chúng ta. Chúng ta phải sống tốt để con cháu chúng ta có một đời sống được phước. Amen. 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 Anh chị em có muốn sống như vậy không? Amen. Một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời. Một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời. Và chúng ta trở lại đoạn 1 câu số 2 đó là anh chị em là được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời và là cha, và được thánh hóa bởi thánh linh để vâng thuộc, và được rải huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu, được rải huyết bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, được thanh tẩy bởi huyết của Chúa Giê-xu. Chúng ta trở thành vị tế lễ hoàng gia. Amen. Nên tất cả những người tế lễ của người Israel họ phải được rải huyết. Huyết của con chiên hay là con bò đực, họ được rải huyết, rồi họ được bôi huyết vào lỗ tai, ngón cái của tay phải, rồi ngón cái của chân phải, rồi sau đó
khi xuất quyết xong thì họ được xuất dầu, họ được xuất dầu để họ trở thành một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta được rải huyết bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta được trở thành thầy tế lễ của vua, amen, của hoàng gia, amen, amen. Không phải là thầy tế lễ của người Lê-vi cho dân Israel, nhưng mà là của vua trên vua, Chúa trên vua Chúa. Và chúng ta được thánh hóa bởi Thánh Linh để con phục. Như vậy khi Đức Thánh Linh thánh hóa chúng ta, chúng ta trở thành dân thánh cho Đức Chúa Trời, amen. Phải vậy không? Không phải tự nhiên mà chúng ta trở thành một cái dân thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta là dân thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có vui không? Có tự hào mình là dân thánh của Đức Chúa Trời không? Đó không anh chị em? Đó. Chúng ta biết được cái thân thể của chúng ta nó không thể nào vâng phục lời của Đức Chúa Trời được. Nên Thánh Linh đến này thánh hóa thân thể hai chết của chúng ta, để cái thân thể đó, xác thịt đó vâng phục Đức Chúa Trời. Anh chị em xem lại, anh chị em đã vâng phục được bao nhiêu phần trăm rồi? Có cái điều nào đó mà anh chị em chưa vâng phục không? Có không? Có không ạ? Có không ạ? Chúa vâng, Chúa thánh hóa để chúng ta vâng phục. Đây là việc mà Đức Chúa Trời hành động. Cha thì chọn lựa, con thì rải huyết để trở thành vị tế lễ hoàng gia, còn Thánh Linh thánh hóa để vâng phục và trở thành một dân tộc thánh cho Đức Chúa Trời. Như vậy thì ba thân vị của Đức Chúa Trời, đấng chọn lựa, đấng thánh hóa, đấng rải huyết là đủ cho chúng ta trở thành những cái chức vị vô cùng lớn lao, vô cùng cao quý trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tự hào điều này. Cả thế giới này họ không nhận. Ai tiếp nhận Chúa Giê-xu thì mới nhận được. Ai không có Chúa Giê-xu không thể nhận được những chức vị cao quý này. Amen. À, như vậy thì bây giờ chúng ta không những là một dân tộc được lựa chọn là chức tế lễ hoàng gia, nhưng mà chúng ta là công dân thuộc về Đức Chúa Trời, là một dân thánh. Amen. Chúng ta biết rằng là ngày xưa chúng ta có phải là dân thánh không? Chúng ta gọi là phạm nhân, đúng không? Gọi là phạm nhân trong rất tội lỗi, trong sự ô uế, trong sự chết chóc, trong sự đau khổ, gọi là địa ngục trần gian. Nhưng mà bây giờ chúng ta là dân thánh của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Chúng ta có tự hào điều này không? Amen. Dân thánh thì sao? Câu 13 của đoạn 1 nói như thế này: vậy anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí bình tĩnh, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Như con gái hay con lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước khi anh chị em còn sống trong dục khác. Như đấng đã gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống của mình. Vì cái tính chết rằng các ngươi phải thánh vì ta là thánh. Amen. Wow. Hãy bỏ đi cách sống ngày trước theo dục vọng, theo sự xấu xa, gian ác của con người cũ, con người nô lệ trong tội lỗi. Bây giờ anh chị em hoàn toàn khác, là không phải là phàm nhân nữa, nhưng mà là thánh nhân rồi. Anh chị em phải thánh và thánh trong cách ăn nói ở của mình. Anh chị em nói phải thánh, đúng không? Nghĩ phải thánh, làm việc phải thánh, chứ không thể nào người thánh mà làm việc phạm. Phải vậy không? Người thánh nói nó là phạm tục, không thể là như vậy được. Chúng ta là một cái dòng suối không thể chảy ra nước ngọt và nước đắng được. Amen. Trong chúng ta là người thánh không thể có cái sự cay đắng trong đó được. Không nói ra những cái sự ô uế, cay đắng, hận thù đó được, mà chúng ta phải thánh thật sự. Amen. Chúng ta, nếu mà chúng ta không vâng lời, làm theo lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta coi thường cái địa vị thánh của chúng ta, coi thường tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa, Chúa Giê-xu đã rải huyết và Thánh Linh đã thánh hóa chúng ta.
Cái địa vị này là địa vị cao quý vô cùng, lạ lùng vô cùng. Mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa, đã kêu gọi chúng ta vào cái địa vị này. Mà nếu chúng ta không trân trọng, chúng ta coi thường cái địa vị của một người xấu xa, một người bị người ta khinh chê. Tôi nói cái người chị em là người châu Phi đó, có người da đen đó. Khi cô ta trở nên một vị công chúa của một vị vua thì cô sống theo một công chúa chứ không sống theo cái cách cũ nữa. Không phải là cùi đài, không phải là nghèo đói nữa, không phải là một người người ta khinh chê chà đàm nữa. Bây giờ có ưu việt rồi, rất giàu có. Amen. Nên ngày hôm nay chúng ta phải hiểu được cái địa vị của chúng ta. Chúng ta không suy gẫm mà chúng ta không hiểu được đây là một địa vị thánh, địa vị cao quý, rất giàu có, rất quyền năng. Amen. Amen, chứ không phải là bình thường. Chúng ta đủ biết được, chúng ta chữa lành được, chúng ta làm nhiều việc siêu nhiên được, chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời được. Amen. Đó là địa vị cao quý. Và không có gì khó cho Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng, không có gì khó cả. Chúng ta kiên nhẫn, chờ đợi, tin cậy, tiếp tục tin cậy, dù tin cậy mà không có gì để mà chúng ta tin nữa. Vẫn cứ đi. Amen. Chúng ta hy vọng mà không còn gì để hy vọng nữa, vẫn cứ đi. Và Đức Chúa Trời là đấng sẽ hành động qua đức tin của chúng ta, và những phép lạ đó có thể xảy ra trong đời sống. Chúng ta biết rằng trong hội thánh của Chúa có những con người đức tin không đồng đều, cái bản tính thì khác nhau. Cái bản tính thật của xác thịt của chúng ta, của tội lỗi chúng ta sống quen rồi. Bây giờ khi chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời và nơi sáng láng của Đức Chúa Trời, vào vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời, và chúng ta vẫn giữ cái bản tính đó và chúng ta sống như vậy thì nó không phải không đúng, mà chúng ta phải bỏ đi cái bản tính đó. Amen. Amen. Ông nói rằng là như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước khi anh chị em còn sống trong dốt nát. Phải không ạ? Khi chúng ta nói Thiên Chúa nó còn trẻ quá, còn sống trong dốt nát, hay là ngày xưa ở trong nô lệ của tội lỗi, nô lệ của Satan, có cái bản chất giống Satan. Có nghĩa là nó dối trá, nó gian ác, bởi vì sống làm thế nào để cho mình sống được, nó lừa người khác, không có thương yêu người khác, đủ mọi cách hết, đó là sống trong dốt nát. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng như đấng đã kêu gọi anh chị em là thân, anh chị em phải nên thắng trong mọi cách sống của mình. Chúng ta sống ở đây, chúng ta có làm ăn không? Kiếm tiền không? Không. Có tiền mới sống được đúng không? Nhưng mà đồng tiền của chúng ta là phải thật, đồng tiền của chúng ta phải công chính, chứ không thể đem cái đồng tiền bất chính cả. Chúng ta không thể đánh số đề, đúng không ạ? Chúng ta không thể cược bạc, bởi vì đồng tiền đó là đồng tiền bất chính. Đồng tiền đó mà chúng nó là đem vào nhà của mình thì sao? Cuối cùng rồi nó mất hết, giống như chim ra đa ấp trứng mình không để ra, mà cuối cùng là nó tan biến hết, bởi vì cái đồng tiền đó nó sẽ làm cho gai nó chăm đời sống của chúng ta, làm chúng ta phải khốn khổ. Nên là cái người công chính của Đức Chúa Trời đã được tiên sinh công chính, đã được thanh tẩy tội lỗi rồi, chúng ta phải sống công chính. Amen. Phải sống đời sống thánh khiết. Chúng ta nếu thật sự, nếu chúng ta giống như Sa-chê thì hãy đem tiền bất nghĩa đó ra khỏi hết nhà của mình, phải không? Nếu người mà có tiền bất nghĩa thì hãy dùng cái tiền đó kết bạn cho đến khi tiền đó hết tiền. Amen. Bởi vì người công chính không để một đồng bạc bất chính nào ở trong nhà của mình. Chúng ta biết ma quỷ là kẻ biển cá đúng không? Kẻ biết rất là nhiều điều mà đời sống của chúng ta khi chúng ta ở trong đó. Bây giờ chúng ta đã chuyển qua vương quốc của Đức Chúa Trời, là thuộc về Đức Chúa Trời rồi. Chúng ta có những cái chức phận rất là lớn lao, vĩ đại vô cùng, là cao quý vô cùng. Và chúng ta phải sống thánh trong mọi sự, sống thánh trong cách ăn nếp ở của chúng ta. Chúng ta nhớ là mấy tháng liên tục chúng ta ở trong cái bài học là con giống cha.
con phải giống cha. Bản thân của cha thế nào con phải giống thế ấy. Thánh khiết và công chính là chúng ta phải thánh khiết và công chính, chứ không thể nào sống bất chính hơn bất khiết. Amen. Mà chúng ta sống như vậy thì sao? Phước không? Rất là phước lành. Chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều điều phước lành. Ở thế gian này người ta sống công chính đó, thì người ta nói là thua lỗ, phải không? Ở trong một nhóm người năm mười người đó, họ sống bất chính, họ tìm cách để lấy tiền và nước chẳng hạn. Còn mình thì không chịu lấy thì người ta sẽ xúc mình đi ra khỏi, đúng không? Mình sợ mất địa vị, phải không? Mình sợ mất cái tiền bạc, phải không? Hàng tháng, phải không? Rồi chúng ta sống một cái đời sống công chính thì chúng ta thấy thiệt thòi. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thấy tất cả đời sống chúng ta, Ngài nhìn thấy chúng ta là sống công chính cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ Daniel không? Chúng ta nhớ các bạn Hebrew không? Dù quăng vào hang sư tử, dù quăng vào ngọn lửa hực, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng, Ngài cũng cứu ra khỏi và làm cho cả Nebuchadnezzar vua Babylon, và ông tuyên bố rằng là phải thờ lại cái đấng mà Daniel thờ lại, và Daniel các bạn của mình được thăng chức đi nhiều hơn nữa. Amen. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời công chính. Nếu chúng ta không tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là đấng còn chi, đấng còn ngăn, đấng đang hiện diện, đang ở với chúng ta, thì chúng ta không thể nào sống công chính được. Nhưng mà chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta là công chính, Ngài sẽ phóng sự công chính cho những con người Ngài đem kêu xin Ngài. Amen. Anh chị em cứ sống công chính đi. Anh chị em có chết không? Mà tôi tin chắc rằng là tài sản mỗi ngày Chúa cho gia tăng và giàu có. Để chúng ta sống bất chính thì ma quỷ nó sẽ rút tiền tài của chúng ta đủ vào cả, mà làm cho chúng ta đau khổ nữa. Hãy sống công chính cho Đức Chúa Trời. Amen. Hãy sống thánh cho Đức Chúa Trời. Amen. Hãy nói với người bên cạnh, bà không phải sống thánh. Cách ăn để thở. Amen. Khi chúng ta ăn thì sao? Cầu nguyện Chúa thánh hóa, đúng không? Chúng ta ở thì sao? Cũng sạch sẽ cho có dơ bẩn, đúng không? Cách ăn để ở mà. Ở phải sạch sẽ nha, không có dơ bẩn. Mà nếu mà ai mà cái nhà của mình mà coi như là cái phòng của mình mà nó đầy dẫy mọi thứ dơ bẩn đó là chúng ta phải giải cứu. Amen. Phải giải thoát ra khỏi điều đó, chứ không thể nào sống như vậy được. Đó là cái cách mà theo nghĩa đen là cách ăn ở thực tế. Nhưng mà theo cái nghĩa bóng thì sao? Mình ăn ở với người khác, làm sao để người khác khen, người khác nói là người này sống tốt. Amen. Người này sống tốt, người này thật là thanh, thật sự. Chúng ta phải kinh nghiệm được điều đó. Thế giới này, người ta sẽ khen này. Bởi vì Hậu Thánh Phúc Phong Toàn Đại Việt Nam cũng là biết được khen thật rất là nhiều. Amen. Bởi vì những người mà sống tệ nhất là gọi là tệ nạn xã hội đó, bây giờ họ trở thành người thánh của Đức Chúa Trời. Và họ sống và sống thánh. Họ sống làm những công việc thánh, công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Họ chăm sóc người khác. Và họ, mỗi người chúng ta thấy là họ rất là nổi tiếng, được đăng báo, được cả ở Việt Nam mình và cả thế giới nữa cũng nghe tên của họ. Và đó là cái điều rất là tuyệt vời. Và như vậy thì họ sẽ sống theo lời của Đức Chúa Trời dạy, theo sự nhận nhân của Đức Chúa Trời. Khi họ có chức vụ rồi thì họ phải buộc mình trong chức vụ và họ sống theo cái chức vụ đó. Amen. Nếu họ bây giờ họ được trở nên một người khen tặng và rất là tốt rồi, bây giờ họ sống một đời sống trở thành người phàm trở lại thì sao? Bị chà đạp, bị khép nhé trở lại. Chúng ta không thể sống như vậy được. Và khi rồi ông nói một câu rất là nặng, chúng ta nhớ câu nào không? Ông nói chó ngửa ra rồi liếm lại, heo đã tắm sạch rồi lại lăn lộn trong bụng. Đây nói lên là cái địa vị của chúng ta rất cao quý và rất thánh. Amen. Rất tuyệt vời. Mà nếu chúng ta sống trở lại con người tội lỗi giống như con heo đã được rửa sạch rồi, cái nó thấy muốn buồn, lăn lại liền.
bản chất của nó là như thế. Như vậy thì nó đau lòng vô cùng. Phải thắng. Amen. Phải thắng trong cách ăn nói thở. Để chúng ta khi chúng ta nói ra, người ta biết là những cái lời đó là phạm nhân. Nhưng mà khi chúng ta nói ra, người ta biết lời đó là thắng. Amen. Phải thấy không? Phạm nhân khác, khác nhau khác. Nói ra là người ta biết liền nè. Nói ra người ta biết là cái phần thuộc linh chúng ta mức độ như thế nào là người ta biết. Nên chúng ta cần phải có đầy giải lời của Đức Chúa Trời để chúng ta sửa sai những gì trong đời sống của mình. Amen. Amen. Và chúng ta biết rằng là cái đời tạm này chỉ là tạm thời thôi. Nếu chúng ta có đủ 100 tuổi thì cũng là tạm thời thôi, cũng là đời tạm thôi. Amen. Chúng ta có đền tạm và đời sống chúng ta chỉ là tạm thời. Và chúng ta có một quê hương đời đời ở trên trời, đó là quê hương mà vĩnh cửu nhất. Amen. Và tất cả những gì của thế gian này chúng ta làm cho Chúa, chúng ta sống thánh công chính cho Đức Chúa Trời thì được Chúa ghi sổ và chúng ta có phần hưởng ở trên trời. Amen. Amen. Và chúng ta nhớ là không có đem gì của thế gian này lên ở trên trời được đâu. Hãy nhớ điều này, đừng có nặng lòng những chuyện của thế gian. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn vì cái lễ hoàng gia, một dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh chị em ráo truyền các công việc lạ lùng của Ngài, là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn cao tầng để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Như vậy thì chúng ta kinh nghiệm được Chúa chọn lựa, chúng ta kinh nghiệm một vị tế lễ hoàng gia, chúng ta kinh nghiệm là một dân tộc thánh cho Đức Chúa Trời. Ba cái địa vị này chúng ta là những người kinh nghiệm mà Chúa đã chọn lựa, Chúa đã kêu gọi và Chúa đã phong thánh cho chúng ta. Amen. Và Chúa đã hành động, Chúa đã làm việc trong cuộc đời của mình. Chúa thanh tẩy lương tâm chúng ta ra khỏi những công việc vậy. Chúa Thánh Linh cũng thanh tẩy cho chúng ta, làm sạch những cái gì hay chết trong thân thể chúng ta, để chúng ta trở thành đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong đời sống chúng ta, để chúng ta trở thành một vị tế lễ hoàng gia. Và đó là việc mà Đức Chúa Trời hành động, ban thân vị của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống chúng ta. Và chúng ta sống thánh, chúng ta kinh nghiệm được lời Đức Chúa Trời là thật định. Amen. Amen. Chúng ta có kinh nghiệm với sự thánh khiết của Chúa trong đời sống của mình không? Amen. Chúng ta có kinh nghiệm sự chữa lành không? Amen. Chúng ta có kinh nghiệm phép lạ không? Amen. Chúng ta có kinh nghiệm cái quyền năng, cái y quyền mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tự quyền chữa lành và làm gì phép lạ không? Amen. Chúng ta kinh nghiệm gì đó. Bởi vì chúng ta là dân thánh mới làm được điều đó. Amen. Là chức vị các lễ hoàng gia mới làm được điều đó. Amen. Những người được lựa chọn mới làm được điều đó, chứ không thể những người phàm làm được điều đó. Và khi chúng ta đã kinh nghiệm rồi thì chúng ta phải là như thế nào? Rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài. Ở trong bản dịch cũ gọi là chúng ta hãy rao giảng về nhân đức, đúng không? Phải vậy không? Anh đúng. Câu 9 thì chúng ta rao giảng nhân đức, phải không? Hai con chín mất tiền còn khác thì trả lại. Rao giảng nhân đức của Đấng đã kêu gọi anh chị em, đúng không? Có nghĩa là chúng ta một con người nô lệ cho Satan, cho tội lỗi, cho thế giới này, trở thành con của Đức Chúa Trời. Và Chúa thánh hóa chúng ta, Chúa cho chúng ta những cái chức vụ cao quý vô cùng. Và chúng ta sống như vậy. Amen. Và chúng ta trở thành con của Cha Thiên Đàng. Và chúng ta mỗi ngày giống Chúa. Cảm ơn. Amen. Các ngươi phải toàn hảo như Cha các ngươi trên đời là đấng toàn hảo. Hãy cố gắng giống Chúa. Hãy cố gắng giống Chúa như Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1. Như là dân thứ nhất đoạn 4 câu 17 là Chúa thế nào chúng ta thể ấy trong thế gian này. Amen. Chúng ta kinh nghiệm chúng ta giống Chúa. Cái sự tốt lành của Chúa, cái sự diệu kỳ của Chúa, có nghĩa là giống Chúa ở đây là giống bản tính của Đức Chúa Trời, giống Chúa ở đây là giống quyền năng của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Giống sự sống đời đời, giống tình yêu của Đức Chúa Trời, có nghĩa là những gì Đức Chúa Trời có, chúng ta có. Amen. Không phải chúng ta giống hoàn toàn như Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, không phải chúng ta là Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta là con Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải giống Cha của mình. Amen. Cha chúng ta là đấng sống đời đời thì chúng ta cũng là người sống đời đời. Amen. Amen. Cha chúng ta là giải quyền năng và ban quyền năng cho chúng ta. Amen. Cha chúng ta ban cho chúng ta cái ý quyền để chúng ta lãnh đạo thế giới. Amen. Cha chúng ta ban cho chúng ta chức vụ thì cái lễ để chúng ta cầu nguyện giao thông với Cha của chúng ta.
Cha chúng ta, Chúa Giêsu của chúng ta có chức vụ giải phóng âm, chữa lành, đuổi quỷ, làm nhiều phép lạ lớn nào mà Chúa nhà thì chúng ta làm việc đó, thì chúng ta phải giống Chúa của chúng ta. Amen. Chúng ta phải rao giảng nhân đức của Chúa, rao giảng công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em từ nơi tối tăm vào nước sáng láng diệu kỳ của Ngài. Amen. Hãy rao giảng cái sự diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Hãy rao giảng để có sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Là chúng ta là được kinh nghiệm và rao giảng. Bởi vì chúng ta biết được rằng là khi xưa chúng ta ở trong tội lỗi, ở trong nơi tối tăm, bây giờ chúng ta vào nơi nước sáng láng diệu kỳ của Ngài rồi. Có nghĩa là chúng ta được Chúa đem từ nơi tối tăm qua nước sáng láng là bởi Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Bởi Chúa cứu thế Giêsu. Nên chúng ta phải rao giảng về cái sự lạ lùng diệu kỳ của Đấng đã kêu gọi anh chị em từ nơi tối tăm đến nước sáng láng. Amen. Ở chúng ta được Chúa Giêsu chuyển giao uy quyền để giảng bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Amen. Thì như vậy thì chúng ta phải rao giảng. Phải rao giảng những gì từ Đức Chúa Trời, những gì anh chị em đã kinh nghiệm từ một Đức Chúa Trời yêu thương anh chị em, từ một Đức Chúa Trời cứu rỗi anh chị em, từ một Đức Chúa Trời đã biến hóa anh chị em trở thành những người thánh trong Đức Chúa Trời, từ một Đức Chúa Trời làm những việc lớn lao, nhiều phép lạ lớn lao diệu kỳ của Ngài trên đời sống anh chị em. Anh chị em hãy rao giảng điều đó cho những người chưa trong lòng. Amen. Amen. Hãy rao giảng. Cái điều cuối cùng là chúng ta phải rao giảng. Amen. Để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài, rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài. Và công việc ấy đó là Đấng kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Amen. Anh chị em ra khỏi nơi tối tăm và vào sự sáng láng diệu kỳ của Ngài thế nào thì hãy rao giảng thế. Tất nhiên là qua Chúa Giêsu đã đem anh chị em từ địa ngục vào trong thiên đàng thế nào, hãy giảng như vậy. Anh chị em ở trong tội lỗi, ở trong địa ngục trần gian này, anh chị em đã được xưng công chính, được thánh hóa, được thánh tẩy ra đến người thánh của Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy rao giảng điều đó cho nhiều người. Amen. Amen. Hãy giảng về sự cứu chuộc, hãy giảng về Chúa cứu thế Giêsu cho thế giới này, bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng. Amen. Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, anh chị em đã kinh nghiệm quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh chị em. Anh chị em đã kinh nghiệm đủ quỷ, anh chị em đã kinh nghiệm sự chữa lành, anh chị em đã kinh nghiệm lời Đức Chúa Trời thần tiên trên đời sống của mình, cái sự sống sẵn, cái sự di rê của Ngài trên đời sống của mình như thế nào, thì hãy cứ rao giảng đầy đủ, rao giảng về Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Amen. Amen. Chúng ta đang ở trong sự sáng. Tuần trước thì chúng ta biết rằng là chúng ta nhận biết sự sáng và sống trong ánh sáng của Chúa. Amen. Và bây giờ chúng ta đã sống trong ánh sáng của Chúa, thì chúng ta phải rao giảng cái sự diệu kỳ của Đức Chúa Trời đã đem chúng ta từ nơi tối tăm đến vào ở nước sáng. Amen. Anh nói với người bên cạnh rằng bạn không thể nào chôn giấu ta làm được. Phải giảng. Phải giảng. Phải giảng phúc âm. Giảng phúc âm là đủ cả để có thể đem sự giải phóng cho nhiều người ở trong sự tối tăm. Amen. Chúng ta không thể để người thân của mình chết trong tội lỗi, không thể để người thân của mình sống trong tội lỗi, sống trong áp bức của Satan. Và chúng ta phải làm gì? Đừng có ngại ngùng gì. Có nhiều người thì chưa hiểu rõ cái điều kiện của mình là cao quý thế mà, bởi vì còn con đỏ chưa hiểu biết. Nhưng mà chúng ta là những người đã thành nhân, đã trưởng thành rồi, chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta kinh nghiệm nhiều rồi, kinh nghiệm Đức Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Hãy cứ tiếp tục sử dụng uy quyền của mình. Chúng ta không thể nào chịu đựng nghèo khổ khi Chúa đã giải phóng rồi. Chúng ta không thể nào chịu đựng bệnh tật mãi mãi được, vì Chúa đã giải phóng rồi. Chúng ta không thể nào chịu đựng nhìn thấy ma quỷ nó áp chế những người trong gia đình của chúng ta mà chúng ta chấp nhận cứ thả trôi như vậy. Khi chúng ta đã được cái quyền mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta rồi, vậy chúng ta có danh Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. Chúa
chúng ta không thể nào chấp nhận thả trôi. Chúng nói rằng là cái người thả trôi công việc của mình là như thế nào? Là đồng bọn với kẻ phá hoại. Ma quỷ nó chiếm hữu, nó áp chế, nó đem bệnh tật, nó đem đói nghèo trong những người trong gia đình chúng ta, trong hội thánh của Chúa. Mà chúng ta thả trôi có nghĩa là chúng ta đồng bọn với kẻ phá hoại đó. Nên phải đủ việc, phải bứt đứt mọi dây rối, phải bẻ gãy bỏ ấp mọi sự lúa xả bị bẻ gãy, chiền xích bị bẻ gãy, và tất cả những đồ nghĩa của tâm trí cũng phải bị phá đổ trong quyền năng của Đức Thánh Linh, để chúng ta thật sự là người trưởng thành, chúng ta thật sự là người tự do và đem sự tự do cho nhiều người khác. Amen. 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 Chúng ta phải hành động nha. Đức tin mà không hành động rồi đức tin chết. Chúng ta phải hành động. Nên cảm ơn Chúa. Bốn điều trong buổi sáng hôm nay tôi nói là thứ nhất, chúng ta là dân tộc được lựa chọn. Thứ hai là chức thầy tế lễ hoàng gia. Thứ ba là một dân tộc thánh cho Đức Chúa Trời. Và thứ tư là phải rao giảng những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của chúng ta. Hãy đem nhiều người trở lại với Chúa. Hãy đem nhiều người hưởng được chức vị cao quý mà Đức Chúa Trời đã ban cho chính đời sống. Những người ở trong thế gian, những người chưa biết về Chúa Giêsu, họ cần có những chức vị như chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hành động, chúng ta phải làm việc. Và chúng ta không sống trong tội lỗi nữa, không sống trong sự bất chính nữa, bất chính trong mọi sự. Chúng ta không thể bất chính trong tiền bạc, chúng ta không thể bất chính trong hôn nhân, không thể bất chính trong tình dục, không thể bất chính trong mọi lĩnh vực khác. Amen. Chúng ta phải công chính trong mọi lĩnh vực, chúng ta phải thánh khiết trong mọi lĩnh vực, trong cách ăn nết ở phải thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta sẽ thừa hưởng, cuối cùng là chúng ta sẽ thừa hưởng được cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Chúng ta sẽ thừa hưởng đồng trị với Chúa trong 1000 năm đời này. Amen. Chúng ta sẽ thừa hưởng ở với Chúa trong cõi đời này. Nếu chúng ta không giấu Chúa, nếu chúng ta không làm công việc với Chúa Trời giao cho chúng ta phải làm, gọi là đồng hóa hôn nhân ra đi môn đệ của Chúa Giêsu, thì chúng ta đi gặp Chúa, chúng ta đang đi từ lại. Amen. Bởi vì không giống Chúa thì không ở chung với Chúa được đâu. Amen. Hay là lúc đầu chúng ta giống Chúa nhưng mà cuối cùng thì hết giờ. Thì Chúa nói, ta cũng không biết các người là ai, cửa đóng lại rồi, chúng ta bị bỏ lại đấy. Nên chúng ta cần phải hiểu được là chúng ta cũng đứng lên. Này Chúa trong sự cầu nguyện. Mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện khác nhau. Hãy cầu nguyện với mỗi chức quyền, chúng ta cần phải sống đúng với cái chức quyền của Chúa ban cho. Chức quyền mà Chúa chọn lựa, chúng ta hãy sống đúng với cái sự chọn lựa của Chúa. Chức quyền thầy tế lễ hoàng gia, chúng ta phải sống đúng với chức quyền của tế lễ hoàng gia và làm gì, dân tế lễ cầu nguyện như thế nào, và chức quyền của một dân tộc thánh được thánh hóa như thế nào, chúng ta phải sống thánh khiết công chính như thế nào, thì chúng ta phải sống đúng. Và chức quyền rao giảng phúc âm là chức vị thứ tư, là chúng ta rao giảng về nhân đức của Chúa, chúng ta rao giảng những gì thuộc về Cha của chúng ta mà đã ban cho đời sống của chúng ta, hãy rao giảng cho người khác để đồng hóa người khác trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, cũng giống như chúng ta thừa hưởng Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Anh em ta hãy đây vô trong sự cầu nguyện đi. Thánh Linh ơi, hãy sẵn đứng lời Ngài sức giàu của Ngài và lời của Ngài đã đến để làm gì? Đã đến làm gì? Xin Chúa thấy đầu tâm lòng anh em để tất cả những gì của con người cũ đã phải biết và sống theo con người mới, con đường thánh khiết và con đường của anh em. Alleluia. Con thì giờ đây chúng ta giơ tay lên, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con, Ngài là đấng lãnh đạo hội thánh của Ngài. Amen. Ngài là đấng lãnh đạo từng cá nhân. Ai chưa? Ngài biết chúng con. Amen. Cả quá khứ, cả hiện tại và cả tương lai. Ngài biết tất cả mọi điều trong đời sống của chúng con.
Hôm nay chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài, Đức Chúa Cha chọn lựa mỗi một chúng con. Amen. Chúa Giêsu là đổ huyết ra rải trên đời sống chúng con, để được thanh tẩy, trở thành người thánh của Đức Chúa Cha. Amen. Và chính Thánh Linh cũng thánh hóa chúng con để trở thành dân tộc thánh cho Đức Chúa Cha. Và chúng con trở thành những người kinh nghiệm được ban thân vị Đức Chúa Trời hành động trong chính đời sống của mình, và kinh nghiệm được nếp sống thánh vì chúng con sống trong những ngày trong thế gian này. Ô uế mọi thứ nó không xâm nhập vào đời sống của chúng con, bởi vì chúng con là người được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời để làm công việc của vương quốc Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ cho họ thánh của Ngài có những yếu đuối trong đời sống của họ. Xin Ngài tiếp tục thanh hóa họ. Xin huyết của Chúa Giêsu là huyết mà giờ tác linh đời đời, dân thân thể không tìm biết cho Đức Chúa Trời biết nó ra nữa, thành lương tâm của họ ra khỏi những công việc chứ để hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Và chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng làm cái thân thể hai cái bọn sống lại ngay giờ này chưa, không còn cái sự ô uế trong đời sống của họ thánh nào nữa, không còn cái sự gian ác nào cả, mà họ thật sự là dân thánh, dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Họ làm những công việc thánh cho Đức Chúa Trời, họ sống trong thánh, trong cách ăn lấy cỡ vì Chúa là thánh, họ phải thánh trong mọi sự, không thể sống phạt được, không thể sống ô uế được, không thể bất khiêm và không thể bất chính được. Cha ơi, con tin ngay giờ này Thánh Linh hành động là việc bên mỗi anh chị em chúng con, tất cả những sự ô uế được thanh tẩy, được thanh tẩy ngay giờ này. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục đầy dẫy cho từng người một ngay bây giờ. Ngài đầy dẫy trong họ, đầy dẫy sự sống của Đức Thánh Linh, đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, đầy dẫy cái sự thánh khiết, đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đầy tràn như Phaolô cũng đã công bố rằng ân điển của Chúa Thánh Giêsu, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với hội thánh của Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu chúng con trở lại. Đầy dẫy trong đời sống của họ, họ hiểu biết, họ trưởng thành, tâm thức không dám đầy rộng trong chương của Thế Giêsu. Và trong danh Chúa Giêsu đấy, con công bố rằng tất cả những công việc của Satan tấn công vào thánh của Chúa, tấn công vào từng cá nhân một, ngay bây giờ phải bị phá hủy. Ngay bây giờ quyền lực của Satan phải bị phá hủy. Trong danh Chúa Giêsu đấy, những người bệnh tật, mọi bệnh tật phải bị phá hủy và họ sống khỏe mạnh. Và sống trong sự tươi mới, sự sức giàu tươi mới của Đức Thánh Linh. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi, hội thánh của Chúa mở ra tin dẫn nhau, không có mở cửa, không có bất cửa nhỏ nào Satan bước vào để làm cho họ bình tâm nữa, không có cửa nhỏ nào bước vào để cho họ bị áp chế nữa. Bởi vì họ sống thánh cho Đức Chúa Trời, họ theo hướng vương quốc của Đức Chúa Trời, họ theo hướng được cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho, tất cả là phép lạ Đức Chúa Trời hành động làm việc vì hội thánh của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta nói với Satan, hãy đi ra khỏi hội thánh của Chúa, hãy ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời và không có quyền hội thánh của Đức Chúa Trời. Đi, công việc con người đã bị bẻ gãy, công việc con người đã bị phá hủy. Trong danh Chúa Giêsu Christ, không có làm cho ai trở thành những con người thuộc về các người, không trở thành nô lệ cho các người nữa. Hãy rút tay các người ra, hãy ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời, hãy ra khỏi hội thánh của Thế. Ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ, ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy ra khỏi tất cả các hội thánh trong giáo hoàng của Thế. Các người không có quyền gì để đặt sống vào trong danh Chúa Giêsu Christ, và con công bố sự tự do, sự chữa lành trên từng người, từng cá nhân và chữa lành toàn bộ để hội thánh của Đức Chúa Trời, để hội thánh của Chúa càng kinh nghiệm hơn về cái sự chân đức mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống của họ, và họ dán cái sự chân đức của Chúa, họ dán cái sự lão luyện diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã đem họ từ nơi tôi làm đến sáng nay là. Con cảm ơn Đức Chúa Cha, cảm ơn Chúa Thánh Giêsu và cảm ơn Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đồng hành trong cuộc thánh của Ngài. Chúng con biết tên Ngài và nhận thánh trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.